có gì, ok thôi em. Nó đi đâu gấp theo rồi. Bên kia nó tách tít sang bên kia. Lúc đây tao vô bà kho nha. Mà thiệt cái giỡn hả Rom? Em vô cái kho đầu tiên rồi. Má, tao muốn quăng cho mày cái nết mà chết. Được rồi. Còn hai cái kho còn lại của anh em đếch hàng đó, trả cho anh nữa. Nhiều. Nhiều rồi. Ghê, ghê. La li ga bo la li ga cha ma. Đâu nó đâu? Bình này đéo bình xong này cứ. Nóc một nữa. Lên luôn. Nên chứ cần gì nữa. Watch out. Nghe đây này. Đâu pin này rồi. Bác ăn điện nhà vào chân kìa. Bên cạnh nhà vào chân kìa. Tại lại đây. Phí khẩu súng nè. Phí khẩu súng nè. Thằng nào. Đâu rồi. Con mẹ mày. Để con. Thằng kia mày có boss rồi. Mày nha mày. 3 kill thằng. Mày cũng là một thằng tham lam. Mày cũng là một thằng tham lam. Có ai đấy đạn xanh không? Nhiều đạn xanh quá mọi người. Đây này, trăm viên này. Đây. Từ từ, một chút bút ghê nữa kìa. Từ từ nha. Một chút bút ghê nữa kìa, đồng đội nó tới. Cho nó đi đi, đồng đội nó tới, từ từ nha. Cứ nó cho nó chạy bình thường đi. Bình tĩnh đi. Anh dồn ấm ra đây. Con bot bot anh. Con bot bot. Đúng kìa, anh ơi đừng bắn. Đừng bắn. Dừng nó dụ được cái bén hay không á. Hiểu không? Đi con mẹ đi thuyền. Cái lồ mẹ quay đầu xe rồi. Nó đi này. Đây này. Rồi lên từ từ nha. Từ nha. Từ từ nha. Tao chạy được. Má nó. Đợi nó lên. Đừng cứ gạt. Đồng đội lên này. Má vẫn gạt luôn kìa. Hai đồng đội lên này. Anh dòm cam di biển anh dòm chết mẹ M24 đủ mẹ em M24 mũ 3 mà chết luôn bay. Nó đẩy luôn đấy. Ủa M24 mũ 3 mà sao chết luôn bay. M24 mũ 3 chết chứ. Đủ mày. Anh dòm ơi quay này đi anh. Nó đẩy nè. Đây này anh quay đây này. Vũ bay. Anh kê nha, anh kê cho nó đẩy đấy. Nó kê được đẩy. Nóc 2 rồi mà. Bỏ cái cục kích, cô làm cái bật điện. Trời. Khiếp. Ủa vậy thằng nào ở trên cầu bắn thì phải. Không, hai thằng nào đấy. Mũ 3 bắn chết không? Vô lý vậy. Nó đi X8 à. Anh thì anh cam như dưới cầu ấy, có khi nó đi cầu. À không, nó vẫn ở đấy nha. Anh đưa ốp đây em vẫy chứ. Anh cầm ốp tránh thế. Nhặt máu nước vào đây, nhặt máu nước vào đây. Cà. Có cà. Ờ đúng rồi. Bọn này chơi với nó, chơi rắn với nó không được rồi. Đây từ từ để em cho nó viên nhé. Cốt to. Nóc này. Nóc thì lên thôi, đâu xe đâu. Ôi xe này thùng máy. Lên máy. Chơi. Giờ nó còn 2 thôi anh em ơi. Còn 3 thôi. Hở chân kìa. Em lên nha, không ai lên em lên á. Nóc về đấy. Nó hở chân đấy. Ở trong đâu lắm đi, để nó cắt. Cứu đi. Anh Trung đẩy đi anh. Ôi ôi, bánh cái chân nó đủ quát cho vào đất kìa. Bánh chân nó quát cho vào đất kìa. Có lương không?
Đây này, đẩy. Lên đẩy. Anh lên tới đây rồi nha. Chân nữa, trúng chân nữa rồi. Đồ mẹ, giờ nó thấy rồi, có đứa có băng gạc giường bay. Bỏ ra mày. Má nó yếu lắm rồi á. Lên ơi. À đã bò mấy. Bò đáp rồi. Sẽ móc rồi. Có bên đó là có bên đó đó bay. Bùa mẹ, Phương là bùa mẹ sau mẹ. Anh bay 2 bên á. Hay quá, Phương mày đi rồi đấy. Xong rồi. Bùa thì cũng phải nhặt đồ đấy. Đi anh ơi. Vào trường bắn nó, nút nó ngồi bo này, nó ngồi bo này mà nó chạy vô này. Quan trọng là bây giờ không còn máu này anh, nó bắn là không có cái để quấn luôn, băng đít sạch rồi. Đúng như thế anh. Máu của mình không còn. Đi lút đi, lút đây, đâu đi lút đi, lút đây. Mình cần chơi bo sau chứ có phải chơi mỗi bo này. Ui trời, có cái kim tiêm, kim mày dư. Bơm luôn. Xe vừa qua. Có xe đến đấy, có xe đến. Chết mẹ rồi. Mẹ nó chết rồi. Cùng Phương dê. Thấy mẹ rồi, nó nhốt anh em mình trong này rồi. Không có chỗ ra luôn chứ. Một hai ngàn. Ok, hay lắm anh ơi. Má này. Bia chưa? Chưa, nó nhét cái lỗ thôi. Ờ, có mẹ rồi nha, có mẹ rồi nha. Hay hay. Là có máu, có lướt không, ngay. Quan trọng là không ra được, vẫn còn nha, vẫn còn cô ơi. Phía trên nè. Tôi đỡ lỗ đầu anh bắn luôn. Hay. Cát một xe thằng ngu. Vẫn còn ai. Lút đồ đi anh, nó đéo dám thổ vào đây đâu mà. Đứng trên anh Dương Phương kê rồi. Nó trên đầu em á. Nó đầu với đứa anh đứng anh Dương Phương. Quan trọng bây giờ là nó nùi rồi đúng không, nó nùi rồi đúng không, một thằng dê một thằng vẫn còn trên, một thằng dê giờ cái chỗ mà đỡ lá đạn ấy ra được không, bê thằng vẫn còn trên này không ra được. Ủa, thính rớt trước mặt mình luôn này. Ra được chúng ra được chết luôn nha. Nè, một thằng chạy qua đây rồi nha. Ok rồi, đâu một thằng trên đâu anh, một thằng trên vẫn còn trên. Trên nào nữa, lắp ló bên này này, lắp ló bên này này. Đừng anh Trung ơi. À anh gió mẹ đừng công anh ơi. Đốc ra khổ. Nút đồ thằng này này, em giết một người. Nút rồi. Giời. Úp 6 đây chứ đâu. Mẹ mày. Sao nào? Thân có ốp ông Phương. Cho anh ít viên đạn anh Phương. Đó đi đạn ơi, bao cuối mà giữ nhiêu chứ nữa, đánh hết không? Hết 50 viên vậy. Ok. Ô mình vào bo luôn. Ê. Ôi anh. Ôi, cái trái có người Phương ơi. Má nó. Anh ấy bò về nhà vệ sinh ấy, bò về nhà vệ sinh. Nó sau, spa một em nó đấy. Sau cục đá, nó sau cục đá. Ôi, mẹ nó hạ tao luôn kìa, Phương chạy đâu vậy? Em ở đó đi, anh bò về. Thôi, sang đấy đi luôn đi. Đấy nhà vệ sinh được, vào hẳn nhà vệ sinh. Mà nó công lên, nó trội một quả nét là ăn cứt luôn. Không dám công đâu, giữa đồng mà. Phương đâu, quay lại cứu anh Trung đi. Rồi cứu nữa, cứu. Đấy, nét rồi ạ. Nét sang tới đây. Má, bên hai rồi đó, ở sau đó có người rồi, bỏ chạy xuống đó bên. Hai. Có thằng gần này. Ok,
còn mẹ có thằng này nha. Còn bán đợn chập đằng sau cũng có luôn. Má hết đạn không thấy. Bắn được rồi bé bé. Điệp mà e bên kia bắn kìa. Anh dòng clear rồi. Ừ, clear tên này rồi. Bên phải anh có người, anh dòng này. Đấy, bên đây. Anh cầm bóp á. Kia nó bắn được. Trên tảng đá thì vậy. Đấy, trên tảng đá đấy. Tên đấy, trên tảng đá trước mặt anh ấy. Ok, tên này chết rồi. Tảng đá trước mặt anh kìa. Lộ cầm ốm, đủ má nền yếu lắm. Ôi, mọi con thế này. Vậy nó bắn bên kia mà nó đâu. Sau thính à? Nằm đâu được có rồi. Sau thính à? Bên này còn rồi. Sau thính. Nghe ra Phương, trong cục đá Phương. Cục đá phía sau á. Đấy, ui. Nó bò qua tới bên này luôn. Ui, nó ở ngoài bua. Nó ngoài bua Phương ơi. Cái thằng nó bắn đây, nó ngoài bua. Không, em, đang chạy vào bua. Em lên đây, em lên đây là nó nóc á. Còn mẹ nó thằng chó cái cục đá nữa. Mình bị kẹp luôn á. Nhìn bên trái đang chạy vào bua. Kìa, địch mẹ chạy vào nơi đấy, ngay cạnh luôn đấy. Ngay cạnh mình luôn đấy. Đang yếu. Đang đéo có máu đâu. Hay lắm. Còn một thằng ngay cục đá nữa thôi. Ơ, hai thằng chứ. Hai thằng mà cục đá ngay anh binh đấy kìa, em đứng em kìa, chạy em lướt em thấy không? Chạy trước mặt kìa. Đứng hạ người nó bắn vỡ đầu kìa. Thằng đó nó bắn mấy anh bắn mấy lần nó không nóc vậy. Hở đâu kìa, cho nó kia luôn. Rồi. Thì nghe thằng bạn đi cứu. Lấy cái gò kia, lấy gò kia. Lấy gò cửa hầm đấy. Vào luôn. Cẩn thận thằng bạn nó nằm ngay bên trái luôn. Trái hả? Ờ thì clear rồi, còn một thằng tên lẻ thôi. Thằng lẻ nó đi bên đồi qua đấy. Luôn. Nó không bước máu, từ từ bình tĩnh. Nó không cứu luôn. Từ từ nha, bình tĩnh, kệ nó. Nó sẽ cứu đấy, nó sẽ cứu đấy. Cho nó xuống cứu đi. Ở đâu? Cho nó xuống cứu cho anh đáp của em. Đừng đáp, cho nó xuống cứu đi đấy. Đáp vào sầm mốc. Ngay trên đỉnh đồi luôn. Ngay chỉnh đồi trước mặt mày luôn. Hở đầu ấy. Đấy. Cái gì đen đen á. Nuôi sang trái một tí, nuôi sang trái một tí. Cái hướng mày nhìn đấy. Không, ngay trên cái đỉnh đồi luôn. Nó nằm ở ngay trên đỉnh đồi luôn. Đáp bom lên. Đáp bom lên. Đáp bom lên. Cao lên. Không đáp sầm mốc vào bom đi. Rồi xuống lấy cái gòn. Còn sắm thôi. Đấy. Đấy nó đảo trái rồi đấy. Nó đảo trái đấy. Trái mày. Sát xuống gờ trái luôn. Năm. Thỏ ra nó thấy, bên trái nó thấy á. Thôi, nó qua tới một, trái rồi. Một sống hai chết đẩy luôn em. Bơm thơm máu một sống hai chết đẩy luôn. Nuôi trái đẩy luôn. Nuôi trái đẩy luôn. Đấy. Đẩy nuôi, đẩy thằng mắt nó. Ừ, mình có cục đá ngon. Ở đây, chỗ đây trong bo mà. Nó chết rồi. Tội gì. Nhưng bo nó này. Ờ, nó qua tới trái bên này luôn rồi cô ơi, dưới chân đồi rồi.
Đấy, trước mặt luôn. Trước mặt luôn đấy. Ôi giời ơi.